Nhưng mà cuối cùng con khỉ này nó cũng đào thai trở lại là quân sư Hầu Kiển, nó kế ông á. Để làm chi? Đặng nó đội. Nó ngộ đồng đạo à. Cái người mà kế mình nghe mấy cô, cái người đó đòi nợ đó, coi chừng ông chồng mình á, nghiệp đó. Coi chừng bà vợ mình là nghiệp đó. Coi chừng con mình là nghiệp đó. Coi chừng chị dâu mình là nghiệp đó. Coi chừng người hàng xóm mình là nghiệp đó. Nếu mà nó xa mình làm sao đòi được. Nó phải đào thai cái kế mình à. Nó chọc mình. Nam Mô A Di Đà Phật. Nghĩ dịp đời xưa gặm việc kính thưa chư quý đồng đạo, tiếp tục chương trình hôm nay chúng tôi xin giới thiệu ông Phan Chí Tâm, giáo lý viên Trung ương Phật giáo Hòa Hảo, phân tích tìm hiểu 4 câu trong bài Rước cái ngu đần, từ câu dướng nghiệp trần hoàng bởi quả nhân. Trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị cao niên kỹ trưởng trong đạo. Kính thưa đồng đạo Trần Thanh Tùng là trưởng ban tổ chức, trưởng ban ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Phú Thuận B, cũng là trưởng ban quản tự của hai ngôi chùa. Kính thưa đồng đạo Nguyễn Văn Sơn là thư ký kiêm chánh văn phòng của ban đại diện Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Đồng Tháp. Kính thưa đồng đạo Nguyễn Thị Nga là giáo lý viên của ban phổ truyền giáo lý ban trị sự Trung ương, hôm nay đồng làm nhiệm vụ với chúng tôi. Kính thưa quý vị trong ban quản tự Linh Quang tự. Kính thưa quý vị đại diện cho các ban trị sự xã phường thị trấn trong và ngoài địa phương của huyện Hồng Ngự cũng như của thành phố Hồng Ngự đồng đây tham dự. Kính thưa quý vị là thân hào nhân sĩ, quý vị mạnh thường quân, kính thưa cụ ông, cụ bà cùng toàn thể chư đồng đạo hiện diện thân kính. Hôm nay là ngày rằm tháng 4 niên Nhâm Dần, và hôm nay cũng là ngày 15 tháng 5 năm 2022. Chúng tôi cũng được sự phân công của ban phụ truyền giáo lý ban trị sự Trung ương, hôm nay được trở về đây để gặp gỡ tất cả đồng đạo chúng ta vào giờ này để cùng nhau chia sẻ qua một cái phương pháp tu hành mà như vừa rồi vị sư ngôn viên đã có giới thiệu qua 4 câu giảng trong cái bài Rước cái ngu đần. Vậy là nói đầu tiên thì chúng tôi cũng xin được gửi đến toàn thể quý vị lời thăm hỏi, lời chào mừng đoàn kết và lời tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi. Kính thưa chư quý vị và chư đồng đạo thân kính, thì vừa qua trên dưới cũng khoảng 60 phút chúng ta đã nghe giáo lý viên Nguyễn Thị Nga đã trình bày chi tiết qua 8 câu giảng trong cái bài Tự Tháng mà Đức Thầy đã sáng tác. Thì đặc biệt với cái sự trình bày của đồng đạo thì chúng ta cũng hiểu thêm rất nhiều ý nghĩa trong cái phương châm hành đạo, và đặc biệt thì chúng ta cũng hiểu thêm về cái vấn đề nghĩa nhân. Và hơn thế nữa, để tạo một cái sự qua lại với nhau giữa người nói và người nghe, tất cả chúng ta đều đồng đạo hết, thì đồng đạo cũng có treo một số giải thưởng để cho quý vị đồng đạo chúng ta có cái phần gì đó nó bớt đi cái buồn ngủ. Thì thật ra thì đồng đạo Nga cũng như đồng đạo Bạch Lê thì thường đi làm nhiệm vụ với tôi thì cũng thường có các cái món quà như vậy. Còn riêng tôi thì tôi sẽ không tặng quý vị cần những cái món quà bằng vật chất, mà tôi thì tôi tặng cho quý vị món quà về tinh thần. Có thể là tôi sẽ trao tặng quý vị tất cả những gì cái hiểu biết của tôi trong cuộc đời hành đạo của mình. Và tuy nhiên nữa thì món quà của tôi tặng thì chắc quý vị cũng khó đón nhận được. Bởi vì nếu như ngồi đây hầu từ sáng giờ mà đồng đạo nào mà nhất tâm niệm Phật đó, thì đồng đạo nào giơ tay là tôi nhất tâm niệm Phật thì tôi sẽ tặng đồng đạo món quà cực kỳ quý giá. Có ai làm được không quý vị? Chắc cái yêu cầu đưa ra chắc là đồng đạo lắc đầu rồi. Bởi vì thật ra bản thân tôi cũng không nhất tâm niệm Phật được nữa, bởi vì lay quay quá nhiều việc rồi. Tuy nhiên thì nói để cho vui thôi, tới hôm nay thì được về đây
thì cũng là cái điểm thuyết giảng đầu ở địa phương này sau một cái kỳ dài nghỉ dịch. Thì đặc biệt thì ngôi chùa cũng đã thành hình, cũng đã trang nghiêm cũng như hội trường chúng ta. Thì hôm nay thì quý vị đồng đạo trong và ngoài địa phương cũng đến đây dự, tôi thấy rằng quá đông đủ rồi. Phải nói rõ là hội trường là chật cứng rồi. Rồi bên ngoài cũng một số đồng đạo ở bên ngoài thì nó không hết. Với cái tinh thần thương thầy lo đạo để tất cả chúng ta về đây. Không phải quý vị không hiểu mà về đây. Về đây hôm nay là ngay cái ngày rằm. Theo lời thầy dạy, chúng ta được phép đi chùa lễ Phật trong những ngày rằm nguyên lễ vía các Đức Phật. Và hơn thế nữa thì hôm nay lại là một cái ngày vía quan trọng. Thì trong cái tinh thần Phật giáo, ngày rằm tháng 4 là ngày lễ Phật đản. Thì hôm nay thì tôi thấy rằng là cái vấn đề đi chùa thì chẳng những ở trong đạo chúng ta, chẳng những ở nơi xã Phú Thượng B ở Linh Quang Tự này, mà tất cả các ngôi chùa khác thì cũng được quý vị đồng đạo chúng ta cũng như quý vị học Phật, quý vị có sự tín ngưỡng về tâm linh, về tôn giáo đạo Phật cũng đến đi chùa để dâng hoa, để lễ Phật. Thì tụ trung lại thì cũng muốn cầu mong cho thế giới của bình an lạc, cầu mong cho dịch bệnh sớm qua mau, cầu mong cho chúng ta an ổn trên con đường tu hành để rồi mỗi đồng đạo chúng ta đi đến lộ trình giải thoát. Chính vì lý do đó thì nếu mà nói trong ba cái rằm lớn của một năm gọi là Tam Nguyên, rằm tháng Giêng, rằm tháng 7 và rằm tháng 10, thì theo tôi nghĩ rằng cái rằm tháng 4 này thì phải nói rõ là nó cũng như là một cái nguyên của các rằm khác. Cho nên thì ngày hôm nay mà đồng đạo trở về đây là phải nói là tôi rất là phải nói ngưỡng mộ với tinh thần thương thầy lo đạo, nhất là rất là quan tâm đến cái ngôi chùa mới thành hình, mới xây dựng vừa xong ở Linh Quang Tự, ở nơi ở ban trị sự xã Phú Thượng B này. Thì đặc biệt rằng hôm nay theo cái sự yêu cầu của ban tổ chức cũng như được sự phân công, thì giờ này tôi và quý vị chúng ta sẽ tìm hiểu qua một cái đoạn giảng trong cái bài Rước Cái Ngu Đần. Thì đây là đoạn giảng mà Đức Thầy sáng tác vào năm Nhâm Ngũ 1942, chỉ ngắn gọn, chỉ có 12 câu thôi. Và đặc biệt thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ qua 4 cái câu đầu, tức là dướng nghiệp trần hoàng bởi quả nhân, gây ra kiếp số chịu phong trần, nay nhờ đuốc huệ soi đường tối, đặng rước cái ngu lẫn cái đần. Vậy thì đây 4 câu giảng mà đồng đạo chúng ta vừa nghe tôi nhắc lại với thánh ngôn của Đức Thầy, thì chúng ta cũng đủ thấy được rằng cái những ý hay, những cái liên quan thực tế trong cái cuộc đời tu của chúng ta, từ một người bình thường khi chúng ta biết đạo, và cái đặc biệt thì hôm nay mỗi đồng đạo chúng ta phải tự thắp đuốc lên mà đi, giống như lời Đức Phật dạy trong kinh Di Giáo vậy: này các người hãy tự thắp đuốc lên mà đi, giáo pháp của ta là đuốc, các người hãy mồi vào giáo pháp của ta mà tìm đến cái lộ trình giải thoát. Thì hôm nay người tín đồ Phật giáo Hảo cũng vậy. Và hơn thế nữa, cái ngu và cái đần nó như thế nào, và hôm nay một cái phương hướng nào để chúng ta đạt được cái đuốc huệ sau khi chúng ta mồi qua chân lý Đức Thầy, để rồi mình giải quyết cái ngu cái đần. Bởi vì đồng đạo chúng ta nhớ rằng cũng vì cái ngu cái đần này mà chúng ta phải lăn lộn mãi trong sáu nẻo luân hồi, không thể nào thoát ly ra được. Cho nên thì hôm nay là chuyên đề này, thì theo cái nhận hiểu của tôi thì đây là chuyên đề rất là quan trọng đồng đạo ạ. Bởi lẽ vì trong cái cuộc sống thường nhật của mỗi con người, thì không riêng người tu mà theo tôi nghĩ là người đời cũng vậy đồng đạo ạ. Thường thường thì chúng ta lại có những cái sự so bì với nhau, những cái sự nhìn nhận với nhau nó không đồng đều với nhau. Tại sao có một người thì giàu có quá, một người thì nghèo khổ quá, một người thì thông minh trí huệ hạnh phúc đỉnh đạt, một người thì lại cô đơn rồi lại hết sức là khổ sở dốt nát vân vân. Thì nói chung ra cái bàn tay năm ngón có ngón dài ngón ngắn, cho nên tất cả con người sống ở trong cõi đời này, quý vị thấy rõ, dù rằng hiện giờ đến gần 8 tỷ người ở trên cái quả địa cầu mà chúng ta đang ở đây, nhưng thật chất ra thì cái định nghiệp đó, cái hoàn cảnh sống, những cái vấn đề nó liên quan đến cuộc sống vật chất thì xin thưa rằng không giống ai hết trơn quý vị ạ. Mỗi người mỗi vẻ mà, mỗi gì mà mỗi người mỗi cảnh. Như vậy thì cái người mà người ta không biết đạo, người ta không học Phật, thì nhiều khi cái hoàn cảnh đến người ta nhiều quá, người ta chịu không nổi, người ta lại trách trời, người ta lại than Phật, người ta lại nghĩ rằng tạo quá, tại sao có những cái hoàn cảnh khắc khe như vậy để người ta phải chịu khổ. Rồi chính vì lẽ đó có một số người khi khổ quá thì người ta tìm kiếm một cái chỗ nào đó mà mình thường nói là để gửi gắm cái niềm tâm sự. Cho nên thì cũng có một số vị đi vào chùa gần như để mượn cái cảnh già lam trong chùa để vơi bớt đi một cái nỗi khổ nào đó. Rồi bên cạnh đó cũng có những người khổ quá chịu không nổi, rồi cuối cùng phải tự giận,
rồi phải nói rõ đi vào cái con đường cùng trong sự nghiệt ngã, sự đau khổ. Còn riêng những hợp Phật thì khi gặp một cái hoàn cảnh khổ đến với họ thì họ sẽ chợt nhớ lại một cái định lý nhân quả. Mà chúng ta phải nhớ rằng đây là một cái định lý, phải nói rõ là một cái gần như là tạo hóa đã tạo như vậy. Ở đời người ta có thể không tin vào tôn giáo, ở đời người ta có thể không chấp nhận vào tôn giáo, nhưng người ta không thể phủ nhận định lý nhân quả. Bởi định lý nhân quả nó không phải là một tôn giáo. Định lý nhân quả là những cái bất di bất dịch, nó giống như sanh lão bệnh tử thôi. Mai thai hôm nay Đức Phật, Đức Thầy ra đời rồi nhắc nhở trùng tiên lại cho chúng ta biết được đây là một cái định lý. Cho thật chất ra nhân quả nó không phải là tôn giáo, mà nó là một cái định lý thực thể. Nó đã có từ ngàn xưa đến nay, hễ trồng cái cây gì thì gặp cái quả đó, hễ gieo cái nhân gì thì chúng ta gặp quả đó. Mọi hành động, mọi tạo tác, mọi suy nghĩ chúng ta thì xin thưa rằng nó đều có một cái kết quả sau khi cái hành động tạo tác đó. Thì kết quả đó nó tùy thuộc vào cái sự gieo nhân chúng ta. Nếu chúng ta làm lành, gieo nhân lành thì đương nhiên chúng ta hưởng quả ngọt. Còn ngược lại nếu chúng ta gieo nhân đắng, nhân cay, gieo nhân ác thì đương nhiên chúng ta gặt quả ác thôi. Vì vậy cho nên cái người học Phật thì khi người ta gặp cái hoàn cảnh khổ đến với người ta thì lúc bây giờ người ta ăn năn, người ta cải hỏi, người ta nguyện với Tam Bảo, người ta không dám làm điều ác nữa. Mà điều này tôi tin chắc rằng trong cộng đồng đồng đạo chúng ta hàng đêm, hàng buổi cúng thì mình đều làm điều này. Bởi vì tin chắc rằng trong cuộc đời chúng ta thì khi chưa tu cũng vậy, khi tu cũng vậy, trong nhiều tiền kiếp cũng vậy, thì chắc là mình đã làm quá nhiều điều tội lỗi rồi. Tôi cũng vậy, quý vị cũng vậy, không ai phủ nhận được điều này. Cho nên hôm nay Đức Thầy dạy chúng ta cái pháp sám hối hàng ngày đó, thì để làm chi? Để chúng ta vơi bớt đi phần nào đó về cái nghiệp lực, để rồi mình đến cái cảnh là phải nói rõ là thông dong tự tại thì nó không hết. Vì vậy cho nên qua bốn cái câu đầu này thì Đức Thầy đã phải nói phản ánh một cái vấn đề thực tế nhất những cái mà chúng tôi trình bày vừa rồi. Vì vậy cho nên câu đầu tiên Thầy dạy là vướng nghiệp trần hoàng bởi quả nhân. Tức là cái chữ vướng là mắc phải, cái chữ vướng là ngăn cản. Tức là giống như chúng ta đang đi gì đó, có một cái vật nó ngăn cản không cho chúng ta đi, đó gọi là vướng đó. Hay hoặc là mắc phải vào một chuyện gì đó. Mà đoạn khác Thầy dạy là tham tiền tài thường vướng nạn eo, hoặc là bá tánh say mê mùi phú quý sau này sẽ vướng cảnh đồ lao. Vậy thì chữ vướng là mắc phải. Mà ở đây thì chúng ta thấy Đức Thầy dạy là tức là vướng nghiệp. Vậy thì mình mắc phải cái nghiệp, dứt vướng nghiệp, tức là chúng ta mắc phải cái nghiệp. Cái nghiệp là cái chúng ta gây tạo nãy giờ mà như tôi nói đó, cái nghiệp. Cái nghiệp là do cái hành động tạo tác chúng ta mà ra. Trong cái nghiệp thì có nghiệp lành và nghiệp dữ. Tuy nhiên cái từ vướng nghiệp ở đây là phải nói rõ đây là nghiệp dữ rồi. Mà Thầy dạy là trong khi các trò còn ở trong biển mê sông khổ, thường bị những chướng nghiệp nhiều đời mà làm cho linh hồn chìm đắm trong ba cõi sáu đường, xuống xuống lên lên luân hồi chuyển kiếp. Hay hoặc Thầy dạy là trong đầu khi bước vào tỉnh bạn Trần gian, Thầy dạy rất rõ rồi cho chúng ta biết rằng đó là cái nghiệp chướng nó hành hạ sát thân chúng ta. Đó tức là nghiệp chướng lăn loàn hại sát thân mà Thầy dạy. Thì cái chữ nghiệp này có thể chúng ta hiểu cái khái niệm này là nghiệp dữ đó. Trần hoàng, tức là trần hoàng là gì? Theo từ điển tiếng Việt, trần hoàng là chỉ cho cõi đời, chỉ cho những cái cảnh sống trong cái cuộc đời chúng ta hàng ngày này. Như vậy thì khi mà chúng ta sanh ra cõi đời này, ý câu này Thầy dạy đó, khi mà chúng ta sanh ra cái cõi đời này đó, thì xin thưa quý vị là chúng ta vướng nghiệp. Tức là vướng nghiệp sanh cõi đời này. Bởi vì chữ trần hoàng cũng có nghĩa là thế gian, trần gian, dương gian, rồi là cảnh ta bà, rồi nam thiện, bội châu, rồi diêm phù đề. Thì tất cả những cái từ ngữ đó giàu đàn có khác nhau về ngôn từ, tức là có khác tự nhưng mà lại đồng nghĩa với nhau, tức là chỉ cõi đời chúng ta đang ở. Vậy thì vướng nghiệp trần hoàng bởi quả nhân, cái chữ bở là tại gì? Tại gì? Do, chữ bở là nguyên do. Tại gì? Và quả nhân ở đây Đức Thầy nói gọn là nhân quả ở đời, tức là hoàn toàn có nhân quả. Như vậy thì qua câu đầu tiên này, vướng nghiệp trần hoàng bởi quả nhân, ý Đức Thầy muốn nói rằng hôm nay khi chúng ta sanh trong cõi đời này, khi mà chúng ta đào thai vào bụng mẹ sanh trong cõi đời này, thì quý vị phải hiểu một điều rằng là chúng ta là cái người đang kém phước, là cái người đang vướng nghiệp nợ chúng ta mới sanh vào đây. Chứ nếu như mà chúng ta không còn cái nghiệp nợ rồi thì chúng ta đi vào cõi khác rồi, chúng ta về cõi trời, chúng ta sanh vào cái cõi Phật, đắc được quả vị tứ thánh. Mà Thầy đã dạy là vì linh hồn chưa hoàn toàn tròn đạo hạnh mà đắc quả vị nên còn phải đào thai làm con người ở tại thế gian. Cho nên tất cả 8 tỷ người ở trên cõi đời này, gần 8 tỷ người trên cõi đời này, và tất cả nhân loại, tất cả chúng sinh, tức là chúng sinh chúng tôi muốn nói là nó gồm luôn tất cả các loài hữu tình, tức là tất cả các vạn vật loài hữu tình trên cõi đời này, thì toàn bộ là do cái nhân mà chúng ta gây tạo trước đó. Vì vậy cho nên chúng ta mới sanh ra cõi đời này. Vậy thì yếu tố đầu tiên chúng ta phải nhận định ngay ở câu giảng này,
thì quý vị phải thấy rõ rằng khi sanh ra cõi đời này là chúng ta là cái người phải nói rõ là thừa kế của nghiệp, là chúng ta là người thừa kế của nghiệp. Chính vì mình là người thừa kế của nghiệp cho nên khi nghiệp đến với mình chúng ta phải chấp nhận. Ý Đức Thầy muốn nói chỗ này là chúng ta phải chấp nhận, phải chấp nhận. Giống như trường hợp cô Hai Gương Cần Thơ mà khi cô bệnh thì cô không chấp nhận, gần như cô có một cái tư tưởng là quán trách tại sao hôm nay tu rồi mà đặc biệt gặp thầy nữa chứ, mà cuối cùng lại rồi lại bệnh hoài. Cho nên thầy mới giải cho cô một cái nỗi nghi của cô. Thầy thương đệ tử ngẩn ngơ sầu, vẫn biết công phu con dễ giàu, nhưng nỗi tiền khiên vai lắm nợ, đời này trả dứt mới mong cầu. Vậy thì những cái nghiệp đến với mình ở đây thì hoàn toàn do tiền khiên là trước đó. Thí dụ như lúc mình chưa tu, lúc mình còn nhỏ nè, vì cuộc sống sinh nhai nè, rồi chúng ta phải tạo nghiệp, hoặc là ở nhiều tiền kiếp trước mình tạo nghiệp, mình đâu có biết được đâu quý vị à. Cho nên hôm nay khi mà chúng ta sanh vào cõi đời này, như tôi nói, chúng ta là cái người thừa tự của nghiệp. Chính vì vậy cho nên nghiệp đến với chúng ta là điều đó là đương nhiên. Mỗi người mỗi nghiệp, mỗi người mỗi cảnh. Chúng ta đừng lầm tưởng rằng người đời người ta mới vướng nghiệp, mà người tu không vướng nghiệp thì điều này không phải. Nếu nói về lời Đức Thầy, nếu nói về tính chất nhân quả, cái người tu chúng ta nghiệp nó còn nhiều hơn người đời nữa. Ủa sao tôi nói nghe câu này lạ quá vậy? Bởi vì những cái chúng ta tu ở đây, chúng ta gieo trồng cái giống lành này thì tương lai chúng ta mới hưởng. Còn những cái mà chúng ta đang hưởng cái quả đắng ở đây là trước đó chúng ta đã trồng rồi. Tức là những cái mà chúng ta chịu đau khổ đây là trước đó chúng ta đã trồng rồi. Đáng lẽ ra mình sinh thêm 5 kiếp, 3 kiếp nữa để mình trả cái nghiệp này. Nhưng hôm nay khi chúng ta tu rồi, khi chúng ta quy tam bảo rồi, thì Đức Thầy đã dạy là chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mê đồ, dứt cuộc luân hồi. Vì vậy cho nên trong một kiếp này nhất định chúng ta sẽ được về cõi Phật. Chúng ta sẽ trở về với con thiên cháu Phật. Vì vậy cho nên cái nợ cũ, nợ mới gì đó trả một cái một à. Trả một cái một lần này à, một lần một này à, là sống là đồng đạo à. Cho nên thầy mới dạy trong bài Sa Đéc đó à, ông nhồi quả cho người hành đạo à, lúc nguy nạn thối chí cùng chăng, nếu bền lòng dĩ quả cao thăng, chẳng chặt dạ bỏ lăng Phật Thánh à. Vì vậy chúng tôi mới khẳng định rằng cái người tu chúng ta đó, nếu mà nói theo tinh thần nhồi quả trong đạo Phật giáo Hồng Hảo chúng ta, thì chúng ta sẽ gánh nghiệp nhiều hơn người đời. Mà cái quan trọng chúng ta có vững được tinh thần hay không. Khi nghiệp đến với mình rồi, cái quan trọng là chúng ta có hiểu được như những cái lý thuyết mà chúng tôi trình bày hay không. Hay hoặc là đến khi lúc đó chúng ta quên, mà mình lại không nghĩ đến tinh thần nhân quả. Khi mình vướng nghiệp rồi, mình không nghĩ tinh thần nhân quả, mà lúc bây giờ thì mình lo than thân, lo trách phận, thì cái điều này hoàn toàn không đạt kết quả. Mà ngược lại, nó rơi vào chỗ gọi là quả bất lành, chưa trả, vay thêm. Bởi vì khi mà chúng ta đang bị nghiệp, mình đang bệnh hoạn, mình đã gặp tai nạn, mình không lo niệm Phật, không lo ăn năn cải hối, không lo làm lành, không lo phóng sanh, không lo cúng lại, không lo ăn chay để giải nghiệp, đằng này chúng ta tức quá. Tại sao mà cái chị đằng sớm chị không có tu, mà chị nghe sống hạnh phúc sung sướng quá, người ta mạnh thấy ghê. Còn từ khi mà tôi ăn chay, tôi tu tới giờ tôi đau ốm liên miên bất tận vậy. Mình quán trách vậy là cái gì? Phiền não nó dâng cao. Mà phiền não nó dâng cao chừng nào, nó đưa chúng ta đi xuống sâu chừng đó, xuống hoài đó cảnh địa ngục thôi quý vị. Cho nên cái đây là một cái nguyên do mà làm chúng ta phải ngộ nhận, để rồi chúng ta phải đau khổ đó. Cho nên tôi muốn chia sẻ vấn đề này theo lời Đức Thầy. Thì khi đồng đạo hiểu được điều này rồi, hiểu được hôm nay chúng ta vướng nghiệp rồi, thì chúng ta phải cắn răng mà chịu, phải vui vẻ mà chịu, mà chấp nhận. Thì khi mình chấp nhận, mình chịu, mình trả xong nghiệp rồi, thì lúc bây giờ Thầy dạy rất rõ là quả dữ trả rồi, thì nhân thiện đến rất gọn. Vì vậy cho nên để trở lại vấn đề cô Hai Gương Cần Thơ, thì Đức Thầy chính là Đức Thầy, là vị Phật. Phải nói rõ là cả thế gian này cũng đều biết rằng Đức Thầy là vị Phật, cũng như Đức Thích Ca Mâu Ni ngày xưa là vị Phật. Nhưng mà các ngài vẫn còn trả quả đồng đạo à, chứ không phải là Phật không trả quả đâu. Bởi vì khi mang cái nhục thể này, khi mang cái sắc thân tứ đại này rồi, thì ít nhiều chúng ta cũng phải trả quả à. Trừ khi mà chúng ta nhập được Niết Bàn, chúng ta hưởng được cái cảnh vô dư Niết Bàn, chúng ta về được Cực Lạc, thì đến đó mới là cái cảnh gọi là về cái nơi gọi là thảnh thơi an dưỡng, không còn trả quả. Còn sống trong cõi đời này thì Đức Thầy khẳng định là quý thầy xác thể phải còn đau, hà huống chi con tránh đằng nào, thì nó không hết. Vậy thì qua câu đầu tiên này, ý chúng tôi muốn nhắc lại như vậy để chúng ta thấy rõ được rằng cái nghiệp đến với mình, như tôi nói hồi nãy, là phải nói là mọi người mọi nghiệp, mọi người mọi cảnh. Thì cái người học Phật chúng ta, tín đồ Phật giáo và hảo theo là Đức Thầy ở chỗ này, thì chúng ta phải an vui chấp nhận. Thì mà khi đồng đạo có một cái tư tưởng an vui chấp nhận đó, thì con người chúng ta nó lạc quan lắm, lúc bây giờ mới sanh trí huệ được. Còn nếu chúng ta cứ bức rứt, cứ tức tối là chúng ta tối lắm. Tu vậy là càng tu càng tối đó.
Do đó cho nên một lát nữa chúng ta sẽ bàn ở chỗ này rộng hơn. Thì đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai thầy dạ là gây ra kiếp số chịu phong trần, có câu thứ hai. Vậy thì gây ra tức là gây tạo. Mà gây tạo ở đâu? Gây tạo ở nhiều tiền kiếp. Cho nên thầy dùng từ kiếp số. Kiếp số hay là số kiếp? Trong toàn bộ sấm thi Đức Thầy dùng cái từ số kiếp và kiếp số chỉ có hai lần thôi. Một lần ở trong bài này, và một lần thì trong cái bài Thang Đời. Nó tức là nợ duyên đeo đắm nơi đời tạm, kiếp số lưng chìm chốn gốc gai. Trời đã hoàng hôn mau chợt tỉnh, tìm đèn trí huệ lánh trăng ra. Thì cũng giống như cái ý của cái đoạn đầu của bài là rước cái ngu đần này, kính thưa ông đạo. Như vậy thì kiếp số, theo Phật học từ điển giải nghĩa, kiếp số là cái định mệnh của con người, gọi là kiếp số. Thí dụ bây giờ cái định mệnh của tôi và quý vị là con người. Bởi vì theo Đức Phật đó, Đức Phật không có phân biệt giữa người và các loài động vật đâu. Tất cả các loài này Đức Phật đều kêu là chúng sanh. Trong gọi là chúng sanh trong tứ loài đó, thai sinh, noãn sinh, thấp sinh, quá sinh. Thì đặc biệt chúng sanh trong tứ loài này, trong bốn loài này thì đều có khả năng thành Phật. Vì vậy cho nên Đức Phật muốn, Đức Thầy chúng ta dùng từ kiếp số này nè. Thì theo cái hiểu của tôi đó, dựa vào lời Đức Phật, chúng sanh trong tứ loài thì không phải chỉ riêng con người, mà mỗi cái kiếp số của mỗi loài nó khác nhau. Thí dụ như kiếp số của con người chúng ta có giàu, có nghèo, có hạnh phúc, có sung sướng. Kiếp số là người tu, kiếp số là cái người làm việc, làm quan. Rồi kiếp số chúng ta sống được 50 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi. Rồi kiếp số của các loài trâu bò thì nó phải là đi cày, đi xới. Rồi nó sống được thí dụ như cũng đó 30 năm. Rồi kiếp số của con gà, con vịt. Rồi kiếp số của những cái loài thú cầm sinh vật. Thì mỗi cái kiếp số như vậy thì nó đều ở một cái giới hạn do cái nghiệp lực nó gây tạo. Thì nó gây ra kiếp số đó. Vậy thì nếu như mình gây cái gì thì cái kiếp số của con người mình, cái định mệnh của người mình nó sẽ hưởng ngay chỗ đó. Thí dụ giờ chúng ta là người thì mình biết là mình ngon rồi đó. Nếu mà so trong chúng sanh tứ loài chúng ta là cái bậc thượng tầng, vậy thì mình biết đằng kiếp trước mình cũng là cái người biết được cái nhân đạo, ít nhất cũng làm được cái từ nghĩa nhân mà đồng đạo Nga nói hồi nãy. Cho nên kiếp này chúng ta mới được làm người. Vì vậy cho nên trong kinh Cao Đài mới cho biết rằng dễ gì lộn kiếp được làm người. Mai được làm người chớ dễ vui, lành giữ hai đường tự ý chọn, lành như tòng giữ tợ hoa tươi. Như vậy thì chúng ta không dễ gì mà được làm người đâu. Do đó cho nên nếu mà làm người mà chúng ta làm người mà không chọn đó, khó hồng thánh thơi. Vì vậy cho nên hôm nay nếu làm người mà không chọn đó, mà chúng ta gây tạo ác nghiệp, phạm vào 10 điều ác đó, thì tôi bảo đảm quý vị, kiếp sau chúng ta không bao giờ làm người nữa, mà chúng ta sẽ rơi vào kiếp số khác. Ví dụ như loài thú cầm nè, rồi hoặc đọa địa ngục nè, hoặc là súc sanh nè, vân vân. Thì cái đó là hoàn toàn do chúng ta gây tạo trong kiếp số. Vì vậy cho nên thầy mới viết ba cái chữ sau cùng đó là tức là chịu phong trần. Cái chữ phong là gió, cái chữ trần là bụi. Phong trần là một cái từ ngữ đó để chỉ cho cảnh cực khổ, cảnh phong trần, cái cảnh gió bụi cực khổ. Ý nói đây là muốn nói ám chỉ là cảnh khổ trong cõi ta bà này. Thầy muốn nói rằng ở trong cái cõi phong trần này đó, phong trần dài dạng gió sương đó, thì muốn nói rằng trong cái từ phong trần này là ý nói cái cảnh khổ. Sống trong cõi đời này, trong tứ loài chúng sinh thì xin thưa rằng tất cả đều khổ. Mà Đức Thầy đã cho biết rất rõ cái nỗi khổ như thế nào. Chốn tù vốn thiệt cõi ta bà, tiên cảnh được về mới lánh xa. Hay hoặc là Đức Thầy cho biết rằng cảnh dương với cảnh thế gian, dường thể chốn ao tù trong biển khổ, mấy ai mà thoát đặng. Thì phải nói đây là những cái lời dạy Đức Thầy hết sức là chân lý rồi. Vậy thì trở lại, hôm nay khi mà cái định mệnh con người chúng ta sống ở trong cõi đời này, nhất là chúng ta là người biết đạo, thì quý vị phải nói rõ chúng ta mừng. Kiếp số chúng ta sinh ra được làm người, được đầy đủ tứ chi, được đầy đủ lục căn, lại được gặp đạo ở đây. Tôi chỉ nói trong hội trường này thôi. Và tất cả đồng đạo chúng ta thì mình biết là kiếp số mình ngon rồi đó nha. Tức là mình kiếp trước mình cũng có gây tạo chút gì đó, mà đặc biệt là chúng ta cũng có gây tạo cái gì đó với Đức Thầy. Tức là kiếp trước mình đã có gây tạo Đức Thầy rồi, không chừng kiếp trước tôi và quý vị đó là có tu rồi. Riêng tôi đã cảm nhận được điều này quý vị. Tôi tin tưởng rằng kiếp trước tôi đã có tu rồi, nhưng mà tại tôi còn mê cái gì đây nè, bản thân tôi á, tôi còn ham gì nè, cho nên tôi mới trở lại đây nữa nè. Như vậy quý vị ở đây cũng đã có tu rồi, cho nên cái kiếp số chúng ta giàu sao chăng nữa, giàu ở trong cõi phong trần này chăng nữa, nhưng mà cũng đỡ hơn là chúng ta đã tìm được con đường giải thoát. Tức là có hướng đi, phải không quý vị? Chúng ta có hướng đi. Mà Đức Thầy dạy là vì linh hồn, vì thể lòng từ bi bác ái, cùng thù đáp những linh hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp giúp ta nương cậy tu hành.
Nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão ta hóa hiện ra đời để cứu độ chúng sanh. Vậy thì rõ ràng, vậy thì những người tu đạo Phật giáo hòa hảo, tất cả đồng đạo chúng ta thì mình đã có duyên sâu với Đức Thầy. Có thể nói là ở nhiều tiền kiếp chúng ta đã giúp Đức Thầy, dầu rằng một cái ơn thật nhỏ, thì chính vì một cái sự nhân duyên đó mà hôm nay khi mà sinh làm con người ở cõi đời này thì gặp với Lý Đức Thầy thì chúng ta tu liền. Thì đây là cái vấn đề, cái kiếp số này chúng ta thấy là tạm ổn, dầu rằng phong trần nhưng mà tạm ổn. Rồi bên cạnh đó những kiếp số đau khổ, thí dụ như trường hợp của Trí Huyền Ngộ Đạt. Trí Huyền Ngộ Đạt là một cái người thông tệ kinh điển của gì à? Tuổi còn trẻ mà thuyết pháp phải nói như là thác chảy vậy đó. Cho nên lúc bây giờ vua Đường Ý Tôn mới là phong ông làm vị quốc sư đó. Phải nói một cái người tu phải nói rõ là gần như là chúng ta rất là cảm nể khi tu mà đọc sách vấn đề này à. Nhưng mà không ngờ cái kiếp số đó ông lại kém phần may mắn, cho nên lúc bây giờ ở cái chân ông nổi lên một cái mục ghẻ gọi là nhân diễn sáng. Vậy thì nếu như mà không gặp Tôn giả Anạt Ca thì không biết lý do nào cái người này người tu mà kiếp số người tu là ngon rồi, nhưng mà vẫn vướng nghiệp. Mà đặc biệt cái mục ghẻ nhân diễn sáng này hạ đau nhất đến nỗi là chịu không nổi. Thấy vậy đồng đạo à, mình lúc mà chưa bệnh mình nói mình ngon lắm à quý vị à, niệm Phật ngon lắm à, cúng lại ngon lắm à, tinh tấn lắm à. Mà lỡ chúng ta vướng bệnh tu chỉ nói gọn là nhức răng thôi. Tôi bị rồi nè, chỉ nhức răng thôi, thấy khó chịu bứt đứt rồi là niệm Phật câu được câu không đó, nghe không phải là đơn giản đâu à. Thấy vậy đó, chúng ta đụng cảnh rồi mình thấy. Vì vậy cho nên ngày xưa Trí Huyền Ngộ Đạt là gặp hoàn cảnh đó thì phải nói hết sức là đau khổ đó. Nhưng mà mang thai có Tôn giả Anạt Ca là người chứng đạo mà cho ông biết rằng sở dĩ ông bị cái này là do ông gây tạo. Do cách đây 10 kiếp ông ỷ là ông có quyền, ông là một vị viên án, ông sàm tấu vua Cảnh Đế đem Triệu Thố ra tử hình. Vì vậy cho nên cái nghiệp đó nó lưu giữ 10 kiếp rồi. Cho nên đến kiếp này ông tu hành rất là tinh tấn, nhưng mà chỉ cần một phút ông lạc lòng, ông mở một cánh cửa trong lục căn, vì vậy cho nên nó mới nhảy vào làm cho ông đau khổ như vậy đó đồng đạo à. Phải chấp nhận thôi à. Hoặc là cái trường hợp cũng là người tu nữa, đây tôi nói người tu thôi để chúng ta rút kinh nghiệm. Tất cả trong hội trường này không ai lạ gì đối với ông Châu Lệ Bàn Đạt à. Một cái vị này phải nói gọn là một cái người tu rất là thật thà. Nhưng mà kiếp số của cô Châu Lệ Bàn Đạt không biết như thế nào mà sinh ra rồi dốt không, tức là dốt nát, gần như là không có biết chữ. Đức Phật là nhờ các vị A-la-hán đó dạy cho có 20 chữ thôi. Cần tảo già lam địa, thời thời phước huệ sanh, tuy vô nhân khách trí, việc hữu thánh nhân hành, có 20 chữ thôi, học hoài không thuộc cái gì. Học năm này qua năm nọ mà 500 vị thay phiên nhau dạy đó, học không thuộc á. Chàng ơi, kiếp số gì khổ dữ vậy chàng. Cho nên vấn đề này dầu sao chăng nữa tôi dạo vị cũng ngon hơn ổng nhiều à. Bởi dù sao chăng nữa mình cũng biết được một hai câu kinh hay câu kể nè. Cuối cùng Đức Phật mới nói đưa ông hai chữ chổi quét thôi à. Mà ai thử coi có tuần lễ vậy đó, cả 7 ngày đó học thuộc chữ chổi quên chữ quét bây giờ. Cái nghiệp gì nặng dữ vậy. Như vậy thì khi đó Đức Phật mới soi căn, tức là Đức Phật dùng là tức là túc mạng minh đó, để soi cái căn cái tiền kiếp của ông Bằng Đạt đó, cho lại Bằng Đạt ông gây cái nghiệp gì mà kiếp này ông khổ dữ vậy, ông dốt dữ vậy, kiếp số này cực khổ như vậy. Như vậy thì khi đó Đức Phật nói rằng bởi vì kiếp trước đó Bằng Đạt cũng là một vị tỳ kheo, nhưng mà đặc biệt cái tánh ích kỷ quá. Một vị tỳ kheo thông suốt về kinh điển ở đồng đạo nhưng ích kỷ lắm, muốn là mình làm thầy thiên hạ không muốn chia sẻ ai hết trơn. Cho nên đồng đạo chúng ta nhớ nghe, giờ này mà đồng đạo nào mà thông đấy, nhớ làm ơn cũng phải khuyên lên tất cả đồng đạo tu hành à. Chúng ta đừng giữ một mình là giống trường hợp Châu Lệ Bằng Đạt đó. Vì cái tâm ích kỷ đó, nhỏ mọn, sợ người ta hơn mình, muốn làm thầy thiên hạ. Do đó cho nên chính vì cái nhân ích kỷ đó, cái nhân đó, cái nhân quả đó, mà cuối cùng rồi thì kiếp sau là ông dốt nát vậy đồng đạo. Cho nên đây là những cái mà ông gây tạo nè. Chính vì gây tạo đó cho nên kiếp số này chịu phong trần. Mà cái người gần nhất với chúng ta, cũng xin nói thêm một người đó đi để chúng ta thấy rõ vấn đề này hơn, thì chắc quý vị không lạ gì đối với vua Lương Võ Đế. Đây là một nhân vật sự kiện có thật mà Đức Thầy chúng ta đã dạy rất rõ trong Giác Mê Tâm Kệ à. Nhớ thở trước vua Lương Võ Đế tạo chùa chiền khắp nước tu hành, đến chừng sau ngạ tử đại thành, Phật bất cứu vì tâm còn ác. Vậy thì khi đọc án văn này thì mình biết rằng á, cái kiếp số của ông Lương Võ Đế phải nói là chúng ta đáng nể chứ. Quý vị ơi, được làm vua là chúng ta thấy đáng nể rồi đó. Cái người mà được làm vua là cái người này phải nói là phước đức lớn như lắm mà được làm vua à. Nhưng mà tại sao làm vua xong rồi, làm phước lớn rồi chứ gì?
Nhưng mà làm vua rồi còn tạo chùa chiền khắp nước tu hành nữa, thì phải nói rõ là cái kiếp phong trần của ông Lương Võ Đế là mình thấy là quá tuyệt vời rồi. Nhưng mà lý do tại sao cái kết cuộc đó, cái kết cuộc lại chết đói trên thành cao. Ngạ là đói, tử là chết, chết đói trên thành cao. Vậy thì đây cái nhân nào mà tại sao ông phải chết đói như vậy? Do đó cho nên Bồ Đề Đạt Ma ông mới cũng dùng túc mạng minh của mình, và ông đã thuyết pháp cho các đồ chúng nghe. Sở dĩ vua Lương Võ Đế mà bị chết trên thành cao vậy là do kiếp trước ông á. Kiếp trước ông là ông giết một cái con khỉ. Quý vị coi, giết cái một con khỉ đó mà giàu rằng cái phước đức lớn như một vị vua đó, mà còn phải đọa trên thành cao và cuối cùng phải chết đói trên đó. Vì kiếp trước ông là một cái vị là một cái vị nông phu, hàng ngày như vậy thì đi vào rừng đốn củi thôi. Do cho nên khi đi vào rừng đốn củi như vậy thì đem theo một cái phần cơm ăn, một phần ở nhà rồi một phần đem theo để trưa ăn. Thì không biết lý do gì cả 3 ngày liên tục vậy đó, mỗi ngày gói cơm để trên cái vồ đá vậy đó. Thì sau khi đến buổi trưa thì lấy gói cơm nó dùng cho nó đỡ no cái buổi trưa. Nhưng mà 3 ngày mắc cái gói cơm không cánh mà bay, cho nên ông chịu đói mấy ngày, cho nên ông tức giận lắm. Cho nên cái nghiệp mà muốn nói đây ở cái chỗ cái tâm mà tức giận sân si nè, cái nghiệp nó nhân đôi, nhân ba, nhân 10, nhân 100, 1000 là chỗ này nè. Vì vậy cho nên nếu như giết con khỉ bình thường theo tôi nghĩ rằng cái nghiệp không nhiều lắm, nhưng mà cái tác ý vào trong này nó quá nhiều rồi, cho nên cái giết con khỉ thì không, cái tội không lớn lắm, nhưng mà cái tác ý nó quá to quá lớn, cho nên cái quả cũng quá nặng. Vì vậy cho nên đến cái ngày sau là ông quyết định ngày nay là không đi đốn củi á, để họ cơm, để cái gói cơm nó xong rồi đi rình, núp vào tảng đá cái bên để rình. Thì rình một hồi thấy một con khỉ, một chàng khỉ xuất hiện, chàng khỉ là ôm gói cơm đi, ông nói rồi vậy là ngươi là tội phạm, 3 ngày nay ta đói là vì ngươi, cho nên lúc bây giờ là gọi là đuổi tiệt giết tận, quá tức à, tức dữ lắm, ấm ức 3 ngày nay tức lắm. Cho nên đạo nhớ nghe quý vị, giận mất khôn mà, cơn giận làm con người cuồng trí, mất hết sự tự chủ à. Vì vậy cho nên chúng ta đừng có giận, cái hành động giận của chúng ta cái nghiệp nó nặng dữ lắm đồng đạo à. Cái hành động mà nóng giận của chúng ta cái nghiệp nó nhân đôi, nhân ba, nhân 10, nhân 1000 đó. Mà nếu chúng ta cười cười vui vui mà chúng ta làm, nó nghiệp cũng có mà chừng ít. Vì vậy cho nên giận quá giận rồi, lúc bây giờ đuổi tận giết tiệt à. Mà con khỉ nó lẹ lắm, nhưng mà ngặt nổi bây giờ nó cầm cái hộp cơm, cái bọc cơm, gói cơm làm sao mà nó lẹ được, cho nên nó chạy không kịp. Vì vậy cho nên muốn bỏ gói cơm thì nó tiếc gói cơm. Vì vậy cho nên đường cùng rồi chui vô hang. Mà quý vị thấy con khỉ này cũng bị xui nha, cái hang này nó không có lỗ thoát. Thì khi nhìn cái bóng tối là cái gì đốn củi này biết rằng con khỉ này vô đây là đường cùng rồi. Ông nói rằng mày ăn hết gói cơm mày chết luôn trống đi, lấy đá lấp miệng hang lại. À không ha, chính vì cái nghiệp đó gây cái nghiệp đó mà tiền kiếp giàu là vua, nhưng mà cuối cùng con khỉ này nó cũng đào thai trở lại là quân sư hậu kiển, nó kế ổng á. Để anh chị đặng nó đội, nó ngộ đồng đạo à. Cái người mà kế mình nghe mấy cô, cái người đó đòi nợ đó, coi chừng ông chồng mình á nghiệp đó, coi chừng bà vợ mình là nghiệp đó, coi chừng con mình là nghiệp đó, coi chừng chị dâu mình là nghiệp đó, coi chừng người hàng xóm mình là nghiệp đó. Nếu mà nó xa mình làm sao đòi được, nó phải đào thai cái kế mình à, nó chọc mình. Bởi những cái này là những cái chúng ta gây tạo rồi, cho nên quý vị đồng đạo mà gặp hoàn cảnh này là mình nhận định ngay đây là nghiệp. Mà đã nói nghiệp rồi, mình là người thừa tự nghiệp thì mình chấp nhận vui mừng mà trả nghiệp. Vì vậy cho nên lúc bấy giờ nó đào thai thành quân sư hậu kiểm, nó mới chờ cái cơ hội ngày giờ đúng thời cơ mấy chục năm mà đồng đạo. Phải nói rõ là nó chờ đợi mấy chục năm mà. Thì nó đợi thời cơ chín mùi rồi, thì lúc bấy giờ nó gạt ông vua lên thành cao đóng cửa bỏ đói. Hầu đó ông bỏ đói tôi trong hang, giờ này tôi đưa ông lên thành cao đóng cửa bỏ đói, cuối cùng là ngã tử đại thành. Mà phải chi lúc này mà Phật cứu cũng đỡ nữa, lúc này Phật không cứu. Tại sao? Bởi vì cái tâm Lương Võ Đế vẫn còn ác. Cho nên nói đến đây tôi mới nhớ à, nếu như Lương Võ Đế mà thật sự ông tu mà ông giữ giới đó, ông có được trí tuệ, ông có niệm Phật thì chắc không đến đổi, có thể cái nghiệp nó thuyên giảm. Vì vậy cho nên để đạt được vấn đề này, câu tiếp theo thầy mới dạy chúng ta là nay nhờ đuốc huệ soi đường tối. Như vậy thì sở dĩ hôm nay chúng ta biết được nãy giờ mà tôi với đồng đạo trình bày đó, là chúng ta đang vay mượn đó. Vay mượn cái gì? Vay mượn trí huệ của Đức Thầy, vay mượn đức là đuốc huệ Đức Thầy, chúng ta mới biết được cái nghiệp như vậy mà chúng ta trình bày nãy giờ. Vì vậy cho nên câu thứ ba Đức Thầy mới đưa ra phương pháp giải trừ nè. Chúng ta nên nhớ câu 1 và câu 2 Đức Thầy là giải nghĩa một cách tường tận từ cái nghiệp nhỏ
ở mỗi cái nghiệp nhỏ và cái nghiệp lớn là cả một cái định mệnh con người chúng ta ở kiếp số, thì hoàn toàn đều do nghiệp. Chính vì lý do đó cho nên cái câu thứ ba là thầy đưa cái phương pháp để giải nghiệp. Nay nhờ đuốc huệ soi đường tối. Và trong toàn bộ sấm thi Đức Thầy có hai cái câu nó giống nhau. Cái câu này thì nay nhờ đuốc huệ soi đường tối, câu kia thì mong nhờ đuốc huệ soi đường tối, chớ nhiễm nghiệp phiền chớ đắm sai. Mà ta đã đắm sai một phút cõi lành xa đó, con ráng trì tâm niệm Phật Đà, mà thầy viết trong cái bài Thức Tỉnh Một Nữ Tín Đồ của Bạc Liêu. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rõ rằng nay nhờ đuốc huệ là nay, là hiện tại. Khi chúng ta gặp được cái lý Đức Thầy là hiện tại. Và hôm nay giáo lý Đức Thầy là một chân lý sáng à. Giáo lý Đức Thầy là ánh sáng trí tuệ à. Phải nói gọn à. Mà thầy dạy là thuyền bát nhã ta cầm tay lái, quyết đưa người khỏi bến sông mê. Rõ ràng không? Rõ ràng. Hoặc là thuyền từ bi thẳng cánh nước sang, qua đông độ vớt người, qua đông độ vớt người hữu đức. Như vậy thì Đức Thầy có sẵn một con thuyền đại đạo, mà gọi là đại trí tuệ của một vị hoạt Phật. Cho nên Đức Thầy khai ngọn đuốc từ bi chí thiện, tìm con lành dắt lại Phật đường, mà thầy dạy rất rõ khi mở đầu cái đoạn trong Giác Mê Tâm Kệ trong 846 câu này. Vì vậy cho nên nay nhờ đuốc huệ thì chúng ta phải nói gọn là giáo lý Đức Thầy là đuốc huệ, là chân lý giải thoát đồng đạo à. Vì vậy như tôi nhắc lại ngày xưa thì Đức Phật cũng đã nói đó, này các người hãy tự thắp đuốc lên mà đi, các người hãy lấy giáo lý của ta mà làm đuốc. Vậy thì hôm nay người tín đồ Đạo Phật giáo hòa hảo, chúng ta phải lấy giáo lý Đức Thầy để làm đuốc, gọi là nay nhờ đuốc huệ. Thì nếu như đồng đạo nào có học đọc giảng thầy, có nương nhờ vào đuốc huệ này thì chúng ta mới soi được con đường tối. Con đường tối là chỉ cho vô minh, con đường tối là chỉ cho mê si, con đường tối là chỉ cho chúng ta đó, chỉ cho những người còn lặn hụp trong bể phong trần, trong bể khổ này như chúng ta trình bày nãy giờ. Cũng chính vì con đường tối này mà khi mà gặp cái hoàn cảnh gì nó nghịch cảnh đến với mình, thì bây giờ mình than thân trách phận, mình than trời trách đất, thì rõ ràng những cái này là quá tối rồi, chúng ta không hiểu được, hoàn toàn là do luật nhân quả. Vì vậy cho nên hôm nay gặp được là Đức Thầy, thì khi mà chúng ta có học, chúng ta có thành, chúng ta có suy nghiệm, chúng ta có tu, thì mới soi được đường tối nghe đồng đạo. Còn nếu như hôm nay gặp là Đức Thầy mà chúng ta đem để ngôi tam bảo trên đó, chúng ta đem vô tủ chúng ta khóa lại vậy đó, ai coi tín đồ Phật giáo hòa hảo mà tám điều đăng cấm không thuộc, vậy thấy làm sao? Không, ở đây tôi nói thẳng quý vị cũng thông cảm cho tôi à. Tín đồ Phật giáo hòa hảo mà ngày này qua ngày kia không có coi giảng thầy. Tôi nhớ cách đây vài bữa thôi, mà thật ra tôi cũng hơi kỳ. Có một vị này là tôi nhớ không làm là trưởng ban kỳ sự đó. Bởi tôi quen nhiều ông trưởng ban lắm, gần như 400 ban kỳ sự tôi quen muốn hết rồi. Ông điện tôi nhiều cốt lắm. Bởi vì thật ra quý vị ơi, tôi thì cũng ít có bắt điện thoại lắm, nhiều khi công việc của tôi. Vì vậy nên khi mà tôi nhận điện thoại là ông mừng lắm. Ông nói chú Tâm ơi, tôi có một ông này nè, ông hỏi nãy giờ mà tôi điện hoài chú không được. Ông hỏi tôi bây giờ là tu thiền làm sao. Ông này ổng cái nửa Phật giáo và hảo mà nửa bên đạo Phật, bây giờ chú dạy nghĩa giùm tôi. Tôi nói chàng ơi, ông là trưởng ban trị sự, ông tu đó giờ không biết tu thiền là gì hả? Ông nói không biết chú ơi. Chàng ơi chết rồi, giờ này là phải nói là cầu cứu rồi. Tại vì đâu có từng nghe thuyết giảng, cũng đâu có từng mà đọc sách gì đâu. Trong khi đó hôm nay chúng ta là cái người tu, cái người học Phật mà tu thiền không biết là sao hết trơn, không dám trả lời với người ta. Nếu trả lời sai thì thấy kỳ, bởi vì mình là trưởng ban trị sự cho nên không dám trả lời, mà ngưng lại cái cuộc nói chuyện đó rồi điện cho tôi hỏi tôi. Mà tôi cũng kỳ nữa, kỳ là gì đó, tại sao không học mà giờ này em hỏi tôi, nói câu này nghe nó sốc. Mà tại vì tánh tôi quý vị biết rồi, có sao nó vậy à. Thật sự tại không học, cho mày học thì biết rồi. Ông không lớn tuổi lắm đâu, thầy tôi nhớ là ông khoảng chừng năm ngoài tuổi thôi à, cũng còn trẻ lắm, không lớn đâu, cũng có khả năng học lắm. Như vậy thì chúng ta thấy rõ rằng hôm nay chúng ta đã có một củ quý rồi. Quý vị ơi, sấm giảng thế gian toàn bộ Đức Thầy nó quý dữ lắm. Phải nói gần như là của cải thế gian này, châu báu ngọc ngà, không có cái gì quý bằng là Đức Thầy hết. Tôi cho quý vị sở hữu một kho vàng đó, tôi cho quý vị sở hữu một núi kho báu đó, là chúng ta hưởng được bao lâu? Sang cho lắm cũng rồi một kiếp thôi, giàu đến đâu cũng hưởng một đời thôi. Có ai hưởng được hai đời không? Rồi khi chúng ta chết rồi đâu đem được gì đâu, mà khổ nó vẫn chồng khổ, nghiệp nó vẫn chồng nghiệp. Còn hôm nay chúng ta sở hữu quyển sấm giảng thế gian toàn bộ, thì tin chắc rằng khi mà chúng ta học đọc hành theo đấy, thì tôi tin chắc rằng chúng ta giải thoát. Chỉ một kiếp này thôi là chúng ta giải thoát liền quý vị à. Vì vậy cho nên chúng ta mới khẳng định rằng lời Đức Thầy nó quý dữ lắm. Nói chung là vật chất, tiền bạc, của cải thì xin thưa không có so được. Mà thầy dạy rất rõ, tức là kệ kinh tưởng niệm cho sành, ấy là châu ngọc,
để dành ngày sau rất rõ ràng. Vì vậy cho nên giờ này chúng ta đã thừa hưởng một cái kho tàng pháp bảo. Do đó mà đồng đạo mà không học không đọc nó uổng dữ lắm đồng đạo à. Nhưng những đồng đạo nào còn trẻ tuổi thì chúng ta cũng phải nỗ lực học đọc là đức thầy. Những đồng đạo nào trung niên do công việc nhiều quá thì cũng tạo cái điều kiện. Thí dụ bây giờ giống như cái máy phát giảng mà đồng đạo Nga tặng hồi nãy đó, cái này là một cái công cụ mà tôi thấy hết sức là phù hợp đó đồng đạo à. Thì bây giờ mình mới làm thẻ nhớ nè, mình mới là tối về chúng ta sạc đi, sáng ngày vô ruộng bỏ một túi á, bắt giảng thầy nghe, bắt thi giảng nghe, thì tôi tin chắc là cả nếu mà cái thẻ nhớ đó hát suốt là khoảng 5-6 tiếng hồn hết pin đó. Mà đồng đạo nhớ nghe, khi mà có chép thẻ nhớ cũng phải lọc lừa nghe. Bởi vì giờ này đồng đạo Nga nhớ giùm tôi vấn đề này, cho máy phát giảng mình phải nắm được cái nội dung thẻ nhớ đó. Còn thẻ nhớ 8GB bây giờ vì thấy rằng nội dung rất là nhiều, do vậy cho nên gần như nhiều khi chúng ta không có kiểm được. Rồi trong đó có những cái vấn đề người ta để là giảng xưa, người ta để là cái này, người ta để cái kia, người ta để cái nọ, rồi cuối cùng mình cho đồng đạo mình nghe nghe xong rồi đi mất tiêu luôn, tức là bị chuyển luôn hả? Mất tiêu như vậy thì mình thương hay ghét? Ghét cái thương gì đâu, phải không quý vị? Như vậy thì cái này là tội nghe, nghiệp nghe. Như vậy thì chúng ta cho mình phải kiểm tra được cái thẻ nhớ đó, cái nội dung thẻ nhớ là cái gì, ít nhất cũng phải là sấm giảng thư văn toàn bộ. Sấm giảng thư văn toàn bộ đó thầy, nếu chúng ta chép MP3 đó thì tôi nhớ không làm là trên dưới vậy khoảng hơn 1GB à, có khoảng 1.4-1.5GB vậy đó. Thì còn lại là 6GB chép cái gì, bắt đầu mới lựa tiễn các bài thuyết giảng để chúng ta chép, lựa tiễn các mẫu chuyện bên thầy. Mẫu chuyện bên thầy có phải lựa tiễn nha, bởi giờ này mẫu chuyện bên thầy có những cái nó mê tín cực kỳ lắm, cho nên không phải mẫu chuyện nào cũng là của thầy đâu à. Hồi xưa thì không có, mà bây giờ lại có xuất bản những mẫu chuyện bên thầy, chính tôi nghe tôi không chấp nhận được. Chính là tôi là tín đồ thầy nè, mà tôi nghe tôi không chấp nhận được. Mình nghe là hình như là hạ thấp đức thầy xuống, chẳng phải là tài năng của thầy lên cao. Cho nên vấn đề này chúng ta cũng phải chắc lọc lại mẫu chuyện bên thầy, rồi tiễn các bài thuyết giảng của các giáo lý viên hả? Và chúng ta làm MP3 thì vấn đề này chúng ta tặng đồng đạo mình ý nghĩa dữ lắm đồng đạo à. Phải không? Về vậy những đồng đạo nào mà những cái vị nông dân trung niên đó, thì đồng đạo cứ ngày nào cũng bỏ máy phát giảng kè kè cho tôi, thì chúng ta cứ nghe giảng thầy, nghe đi nghe lại. Kính thưa quý vị, điều này tôi đã làm rồi. Trước đây là gần như tôi nghe giảng thầy là phải nói rõ là không có dứt đồng đạo à. Ngày ngày đếm đếm nha, đến rồi vô ngủ tôi cũng nghe đó, nghe chừng nào ngủ quên thôi à. Gần như tôi nghe ngày ngày này sang tháng nọ nghe suốt vậy đó. Thì nghe vậy nó đỡ lắm. Dù rằng dốt mà lâu năm mà nghe riết nó cũng sáng rồi vậy. Thật sự vậy đó, cái này là tôi đã kinh nghiệm rồi, phải không? Còn các cô bác lớn tuổi nữa đó, thì có thể là chúng ta mở tivi, chúng ta nghe vừa thấy hình ảnh nè, chúng ta vừa là nghe những buổi thuyết giảng, hoặc là những cô giảng viên đọc giảng đó, rất là hay, thì rất là tốt. Vì vậy cho nên phương tiện nghe nhìn giờ này đầy đủ rồi, mà chúng ta còn không tu nữa, giờ quý vị đợi chừng nào chỉ tôi coi, phải không quý vị? Tối ngày chúng ta bàn chuyện phím làm gì? Tối ngày bạn thời sự làm gì? Chúng ta xem phim có lợi lạc gì đâu. Mà tôi thường nói hoài đồng đạo à, đồng đạo chúng ta nhầm. Để tôi nghe cái bài nhạc để tôi giải trí, tôi coi cái đoạn phim này tôi giải trí, hay hoặc là tôi nghe một cái băng hài để giải trí. Mà không ngờ cái đó làm chúng ta rối trí giải trí đâu. Xem một đoạn phim, một cuộn phim một lát rối trí luôn đó. Hồi lúc chưa xem thì niệm Phật ngon lắm, mà xem lát rồi cái tâm chúng ta nó chạy theo diễn viên á, nó chạy theo dây chánh á, nó chạy theo người ác làm chúng ta rối trí. Về cho nên cái phương pháp giải trí mà theo tôi đó, nghe một bài thuyết giảng, nghe đọc một quyển giảng đức thầy, phải nói đó mới là giải trí đồng đạo à. Nhớ nghe, nhớ vấn đề gì nhớ giùm tôi, giải trí là điểm giải trí đó. Còn mà chúng ta nói mình giải trí bằng cái kia đó là rối trí. Mấy ông cũng vậy nữa, giấc trưa vậy rủ nhau thôi đánh một hai cái bàn cờ để giải trí. Giải trí hay rối trí? Đánh một lát rối trí rõ ràng, phải không quý chú? Nó vì vậy tại quý chú vỗ tay. Cho nên tôi nhắc lại lần nữa, khi chúng ta mà vui quá rồi mình chiến thắng, mình quên đi cái sự thất bại. Cho nên mình cũng phải hiểu như vậy. Thì đó, có như vậy thì mới soi được con đường tối nghe đồng đạo. Mà không làm được như vậy thì chúng ta, nếu không có vậy thì xin thưa chúng ta không bao giờ soi được con đường tối. Và hơn thế nữa, để đạt được cái hiệu quả cao nhất, học đọc như tôi nói nãy giờ, nó chỉ là cái phương tiện ban đầu thôi. Nếu nói theo nhà Phật, nó rơi vào cái chỗ gọi là văn huệ. Vì vậy cho nên học đọc xong rồi thì tự nhiên cái tâm chúng ta nó ngộ đồng đạo à. Nó có một cái cảm ứng mà tôi thường nói dùng cảm ứng từ đó. Không đọc thì thôi, mà khi chúng ta đọc rồi bắt suy nghĩ. Bây giờ giả sử đọc nhầm cái câu giảng mà Hạ Nguyên này đã hết đời rồi, chúng ta suy nghĩ không? Và phong ba biến chuyển đổi giờ gia can, suy nghĩ không?
khi không đọc thì thôi, mà đọc mất suy nghĩ thì cái trạng thái suy nghĩ đó nó gọi là tư duy. Cho nên lúc bây giờ chúng ta suy nghĩ, có cái suy nghĩ ra, có cái suy nghĩ không ra. Thì khi suy nghĩ ra chúng ta mừng, mà khi suy nghĩ không ra chúng ta bất đức. Bất đức là gì? Câu giảng thầy dạy vậy, tại sao tìm hiểu không ra? Thì từ một cái trạng thái không hài lòng đó thì mình mới kiếm từ điển để giải nghĩa. Mình mới nhờ những người cao hơn mình, những cái người giỏi hơn mình, những người có cái điều kiện nghiên cứu đó, thì nhờ anh em đó giải nghĩa cho mình để cho mình hiểu. Mà hiểu rồi sao nữa? Hiểu xong rồi hành, làm theo. Chứ mà hiểu xong rồi cống cao ngã mạng à, cho ta hơn thiên hạ, là cái điều này nó càng sai, nó càng tối hơn nữa, không sáng à. Vì vậy cho nên cái quan trọng là cái hành, cái hành đạo là cái rốt ráo đó. Khi mà chúng ta sở hữu được cái quyển sấm giảng thi văn toàn bộ là đại trí tuệ, là phải nói là phương pháp tu hành. Và khi mình học đọc xong rồi chúng ta hành, thì hành tôi tin chắc rằng nhất định chúng ta sẽ sáng. Bởi vì khi mình dựa vào con đường sáng này thì đương nhiên mình có trí tuệ. Và khi có trí tuệ rồi thì Đức Thầy giải làm sao? Kiếm huệ phi tiêu đoàn chướng nghiệp, phải không? Vậy thì khi có được trí huệ rồi thì cái vướng mà vướng nghiệp tràn hòa hồi nãy đó, theo tôi nghĩ rằng nó sẽ giảm bớt. Sở dĩ hôm nay chúng ta trả nghiệp dồn dập, chúng ta trả nghiệp gọi là nhồi quả mà chúng ta bàn bây giờ, là tại vì mình chưa có trí tuệ. Chứ nếu như mình có được trí tuệ rồi, mình sáng suốt rồi, mình chiếu thấu được mọi vấn đề rồi, thì tôi tin chắc rằng theo lời Đức Thầy là kiếm huệ phi tiêu đoàn chướng nghiệp á, mà Thầy dạy trong cái bài là nhân sanh hiếu nghĩa dĩ vi tiên đó. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta có được trí tuệ rồi thì từ đó chúng ta sẽ sáng lên, tâm chúng ta sẽ sáng lên. Do đó cho nên muốn có được trí tuệ thì xin thưa rằng chúng ta phải giữ giới, học đọc nghiên cứu để đi theo một công thức văn tư tu. Thì bên cạnh đó hàng ngày vừa học vừa đọc vừa hành, thì cái yếu tố quan trọng là chúng ta giữ giới. Mà vấn đề này là một vấn đề phải nói rõ là chúng ta hiểu rồi. Bởi khi mình học, mình đọc, mình suy tầm thì đương nhiên là dạy Đức Thầy trong đó có giới luật rồi. Cho nên khi mà chúng ta chưa hiểu, thí dụ bây giờ chúng ta chưa có thuộc điều trong cấm thứ nhất, ta chẳng nên nước rượu cà bạc á phiện cho vào thôi đàn điểm phải giữ cho tròn luân lý tam căn ngũ thường, thì nhiều khi mình không hiểu, lỡ như bạn bè mình rủ mình đó là một cái bữa tiệc hoặc giả là các vấn đề khác, thì khi chúng ta không hiểu, đương nhiên không hiểu mình làm theo, mình không biết đó là cái gì. Nhưng khi mình hiểu đó là giới luật của đạo, chúng ta không được thực hiện các điều đó thì tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ không làm theo. Bởi vì sở dĩ chúng ta làm sai, như tôi thường nói nè, sở dĩ đồng đạo niệm Phật mà cao thanh, niệm Phật kinh hành, niệm Phật ra tiếng, thì những đồng đạo này không phải cố ý làm sai, mà các đồng đạo này do không hiểu. Chứ phải chi các đồng đạo hiểu được niệm Phật là gì? Niệm Phật là ghi nhớ Phật, chứ không phải là tụng Phật, không phải là đọc Phật. Thí dụ tôi nói là Nam Mô A Di Đà Phật, lúc này là tôi đang tụng Phật chứ đâu phải là niệm Phật đâu. Tôi đang đọc Phật. Còn niệm Phật là gì? Tâm của tôi niệm, tưởng niệm, đó mới là niệm Phật, không có gì. Như vậy cái người hiểu, người ta hành xử khác. Cái người không hiểu cũng hành xử nữa, mà hành xử khác. Vậy thì một cái hành xử người ta được sáng tâm, được giải thoát. Một cái hành xử càng hành nó càng tối. Bởi vì sao? Mình làm sai. Mà tại sao sai? Tại không học thì nó sai, phải không đồng đạo? Và Đức Thầy dạy, tức là lúc cầu nguyện và niệm Phật chỉ niệm trong tâm. Mà nếu như đồng đạo nào hiểu tới đây rồi đó, chúng ta cãi miệng kia đồng đạo này niệm ra tiếng là không dám niệm ra tiếng nữa. Bởi Thầy dạy niệm trong tâm mà niệm ra tiếng cái gì? Phải không có gì đơn giản? Khi mà chúng ta nói ra nó rất là đơn giản, nhưng mà nếu chúng ta không hiểu rồi thì xin thưa không có đơn giản, không đồng đạo. Cho nên tôi cũng thường nói hoài, quý vị ơi, cố gắng học đọc. Hôm nay cái thời gian sống của chúng ta nó không còn nhiều lắm, nhất là các đồng đạo tuổi cao, thì giờ này chúng ta đừng vô bổ cái thời gian quý giá là vàng là ngọc nữa. Chúng ta phải tận dụng cái thời gian đó, đầu tư cho trí tuệ của mình bằng cách học đọc. Và hơn thế nữa, muốn đạt được ở cái chỗ hoàn toàn soi được con đường sáng, thì ngoài cái việc mà tôi bàn nãy giờ nó rơi vào thiền đó, nó rơi vào khoảng tu huệ đó, thì bên cạnh đó chúng ta còn phải niệm Phật. Đây là cái phương pháp dễ nhất nè. Cái phương pháp này đó, dầu rằng người nào hạng nào, dầu rằng già, dầu rằng trẻ, dầu rằng những cái người các tầng lớp trên xã hội này, từ những cái bậc sang trọng đến bần cùng, thì đều áp dụng cái phương pháp này được hết. Vậy thì giờ này Đức Thầy ra đời mà đạo, Thầy cho biết rằng lòng thương chúng thiết phương tịnh độ, đặng dắt dìu tất cả chúng sanh. Vì vậy cho nên đây là một cái phương pháp để dắt dìu tất cả chúng sanh nha. Còn nếu bỏ pháp môn tịnh độ là dắt dìu không hết. Thí dụ như Thầy triển khai pháp thiền, Thầy triển khai về lục độ vạn hạnh, Thầy triển khai về môn hoàng diệt, Thầy triển khai về là tứ diệu đế, thì chỉ độ được một tiểu số chúng sanh, nó rơi vào hạng thượng căn,
thượng trí hoặc giả là ráng gì là cái bậc trung thôi. Còn bậc hạ là xin thưa rằng nếu nói đến môn hoàng diệt, đến thập nhị nhân duyên, đến lục độ vạn hạnh, đến tu thiền thì xin thưa rằng bó tay, học là không thể nào mà thực hiện được. Vì vậy nên chỉ có pháp môn tịnh độ mới dắt dìu tất cả chúng sanh được. Cho nên đây cũng là một cái mỹ ý mà Đức Thầy muốn nhắc nhở ở đây cho chúng ta. Vì vậy cho nên pháp môn niệm Phật và đồng đạo thực hiện đi. Ở trong một cái kho báu tài sản quý báu trong trí tuệ này mà Đức Thầy trao truyền chúng ta, thì lúc nào Thầy cũng dạy chúng ta niệm Phật cả. Ở tất cả 6 quyển giảng, gần như quyển giảng nào Thầy cũng có dạy chúng ta niệm Phật, mà tôi đã nói rất là nhiều lần, hôm nay không nhắc nữa. Vì vậy cho nên giờ này đồng đạo chúng ta phải tranh thủ cái thời gian, cái giây phút còn lại để chúng ta niệm Phật. Thì khi mà chúng ta niệm Phật, từ giai đoạn niệm Phật trong mỗi thời cúng, đi đến trong cái tứ tướng quay nghi, tức là ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu, nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp. Rồi sau đó chúng ta phải tranh thủ thời gian làm sao mà mình niệm Phật đạt ở chỗ nhất tâm bất loạn, như tôi nói hồi nãy. Nếu quý vị ngồi đây mà từ sáng giờ mà ai mà niệm Phật mà không loạn động đó, thì phải nói rõ là người này hết sức đáng nể rồi. Nhưng mà đây là vấn đề không phải là dễ đồng đạo à, lý thuyết thôi. Còn thực hành là bản thân tôi biết nè, thật ra niệm Phật mà đạt ở chỗ nhất tâm bất loạn phải nói là cực kỳ khó. Gần như cái người này phải là cái người chuyên sâu trở về nội tâm bên trong á, gần như đối người này là danh lợi không có màng nữa. Cái người này phải nói rõ là chuyên sâu trở về nội tâm bên trong, gạt bỏ hết lợi danh. Cái người này phải là cư trần bất nhiễm, cái người này phải là lẫn tục đường mê đó. Thì chừng ấy chúng ta mới có một cái cơ may để trì câu luật tự đạt ở chỗ nhất tâm bất loạn, thấy không đồng đạo? Mà nói như vậy không phải là thấy khó mà chúng ta không làm. Bởi vì giờ này chúng ta còn mê, rồi biết đâu thì giả sử tôi thí dụ chúng ta rơi vào một cái cơn bệnh hoạn nào đó, hoặc là tuổi chúng ta già, thì lúc bây giờ mình thấy là cuộc đời nó hết rồi, có còn gì đâu mà danh với lợi với tình. Thì lúc bây giờ đấy cũng là một cái cơ hội để giúp cho chúng ta niệm Phật. Biết đâu trong cái giai đoạn đó mà lại là một cái giai đoạn ngàn vàng để chúng ta cố gắng trì câu luật tự, đi đến chỗ với tâm bất loạn, để rồi chúng ta sẽ được giải thoát, tâm chúng ta sẽ sáng. Cái đặc biệt, cái diệu dụng trong đạo Phật giáo và hảo mà về pháp môn tịnh độ, như chúng tôi cũng thường nói. Vậy thì hôm nay pháp môn tịnh độ mà Thầy dạy chúng ta, ngoài cái việc theo 48 lời đại nguyện Đức Phật A Di Đà rước chúng ta cảnh giới an lạc, thì bên cạnh đó chúng ta niệm Phật được sáng tâm. Nó đặc biệt một điều đó, chúng ta niệm Phật được sáng tâm, và bên cạnh niệm Phật sáng tâm đó, chúng ta niệm Phật còn tiêu trừ nghiệp chướng. Hai con yếu tố này thôi là chúng ta đủ để niệm Phật rồi. Như vậy thì đặc biệt một điều là cái phương pháp niệm Phật, ngoài cái việc nó thắp sáng lên trong lòng chúng ta để chúng ta không có còn tối, mà tôi thường nói nếu đồng đạo bắt đầu niệm Phật là đồng đạo bắt đầu thắp một cái ngọn đèn dầu nơi lòng của mình. Niệm Phật nhiều chừng nào cái ngọn đèn này tăng ra lớn chừng đó, mà niệm Phật ít thì giống như đèn hết dầu. Đồng đạo nhớ nha, mà niệm Phật không giữ giới luật cũng giống như đèn hết dầu, dầu cố niệm cả nào nhưng mà đèn nó vẫn tắt. Vì vậy cho nên chúng ta niệm Phật cần phải đổ dầu, niệm Phật cần phải cúng lại, niệm Phật cần phải làm từ thiện, niệm Phật cần giữ giới, thì đây là tạo cái chất dầu, tức là tạo một cái nguồn năng lượng cho cái đèn nó sáng. Thì nếu như chúng ta niệm ít thì đèn nội tâm chúng ta nó sáng ít, mà chúng ta niệm nhiều thì nó sáng nhiều. Từ cái trạng thái đèn dầu nó sẽ trở thành cái đèn mang sông. Ở đây tôi dùng những cái cổ văn đồng đạo dễ hiểu. Rồi từ cái đèn mang sông mà chúng ta niệm được nhất tâm bất loạn đó, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ đạt được cái dần trân nhật nguyệt. Vì vậy cho nên Thầy dạy cho con cò tào hảo là đèn đạo tâm sáng được soi đường đó. Có người hỏi tôi làm sao để có được đèn đạo tâm, tôi theo tôi đó, muốn có được đèn đạo tâm chúng ta nên kiên trì niệm Phật. Bởi vì kiên trì niệm Phật, đạo tâm chúng ta sẽ phát sáng. Và khi đạo tâm chúng ta sẽ phát sáng rồi thì chúng ta mới đúng cái nghĩa là ở chỗ này, tức là soi đường tối. Kính thưa đồng đạo, đó là thứ nhất. Ý thứ hai nữa, hôm nay nhờ niệm Phật mà chúng ta dứt nghiệp. Khi đồng đạo mà trở về trạng thái niệm Phật thì tôi tin trừ tưởng rằng dầu rằng chúng ta bị nhồi quả, dầu rằng chúng ta nghiệp vướng nghiệp rất là nhiều ở hai câu đầu nãy, mà khi đến câu thứ ba này, đồng đạo hành đạo, lúc bây giờ mình đã có một cái tri thức rồi, mình đã có một cái sẵn sàng, một cái phương tiện chính mình rồi, thì chỉ cần chúng ta cố gắng niệm Phật, mình niệm Phật hoài, niệm Phật mãi, thì tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ đạt cái kết quả như ông Phan Châu Bác, tức là niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, thiền từ thầy rước lại non bồng. Vậy thì hôm nay chúng ta chuyên trì niệm Phật nó hai cái lợi lớn đó. Cho nên mong rằng tất cả đồng đạo chúng ta, người tu đạo Phật giáo và hảo, dầu rằng tu pháp môn nào, nhưng cái quan trọng là chúng ta phải ghi nhớ hai phương pháp này rất là dễ, tức là phải niệm Phật, chúng ta phải giữ giới, kính thưa đồng đạo. Và khi chúng ta làm được cái điều đó
thì câu cuối cùng thầy dạy là đặng rứt cái ngu lẫn cái đành. Vậy thì rõ ràng câu này Đức Thầy nói rất là rõ ràng, khi mà chúng ta được sáng tâm, khi chúng ta noi được theo lời Đức Thầy, học đọc lời Đức Thầy, thì chúng ta lúc bây giờ là mới đặng rứt. Đặng là được, rứt là bỏ. Cái ngu là gì? Cái ngu là ý muốn chỉ cho một cái sự tâm tối, một cái sự vô minh, mà thầy dạy là màn vô minh che mờ căn trí, nên thường khi nhẫn ngụy làm chơn. Vậy thì đây là một cái vấn đề mà chúng ta đã sở hữu từ lâu, là cái ngu, tức là cái ngu đối ngược với trí, tức là muốn nói đây là vô minh. Rồi chẳng những cái ngu đó mà luôn cả cái đần. Cái đần này do cái ngu mà ra. Đần là đần độn. Đần là gì? Đần là có những cái hành động, phải nói rõ là nó ngược lại với nhân phẩm đạo đức con người, nó ngược lại với lương tâm, nó ngược lại với cái phạm trù đạo đức con người. Vì vậy cho nên cái đần ở đây là muốn nói, thường thường chúng ta thấy những cái người mà xin phép mà nói, những cái người mà hơi thiếu trí gọi đần độn đó, thì người này sao? Mở miệng ra nghe không có được, mở miệng ra là nghe không có dễ thương, mà hành động người này cũng không dễ thương. Bởi vì người này là cái người đần độn, tức là cái người phải nói rõ là, phải nói rõ là gần như cái bậc này mà mình, nếu mà nói theo lời của Khổng Tử, bậc này gọi là bậc học, tức là học như bất tri. Bởi vì người ta xin như tri không được thì cũng xin như học trí, mà cái bậc này là bậc phải nói học như bất tri, bậc này học cả nào cũng không biết, tức là đần. Vậy thì đặc biệt hôm nay chúng ta sẽ không còn rơi vào đây nữa, nhất là tất cả chúng ta nghe được theo thầy, thực hiện đúng lời thầy dạy nãy giờ, thì tôi tin chắc rằng khi đến cái giai đoạn này thì Đức Thầy đã khẳng định là đặng rứt cái ngu lẫn cái đần. Thì đến đây là chúng ta phải nói sáng rồi, mình đã có được Nam Mô A Di Đà Phật, nó làm chủ cái cơ thể của mình, nó là phải nói chủ thể rồi. Cho nên lúc bây giờ chúng ta không còn ngu nữa, mình niệm Phật là sáng rồi. Lúc bây giờ mình đã đem được một cái dần trân nhật nguyệt vào rồi. Và từ ở cái chỗ chúng ta được sáng tâm thì mọi hành động chúng ta bên ngoài nó cũng tốt, mọi lời nói chúng ta bên ngoài nó cũng tốt. Bởi vì khẩu dục do duyên ý dục, mà thân hành cũng đều do duyên ý dục. Chỉ cần cái tâm chúng ta được sáng thì những cái hành động đần độn nó không còn đồng đạo à. Mà lúc bây giờ nó sẽ trở thành những cái hành động quân tử, những cái hành động phước thiện, những cái hành động đem cái lợi lạc của nhân loại chúng sinh nè. Cho nên chúng ta mừng, mừng nhất là câu cuối cùng này, thầy đã đưa ra một kết quả hết sức là thực tế, đặng rứt cái ngu lẫn cái đần. Phải nói rõ, nói đến đây thì gần ai cũng hiểu hết, thì nói không hết. Như vậy thì trở lại qua bốn câu giảng mà Đức Thầy dạy chúng ta là vướng nghiệp trần hoàng bởi quả nhân, gây ra kiếp số chịu phong trần, nay nhờ đuốc huệ soi đường tối, đặng rứt cái ngu lẫn cái đần. Vậy thì khi bốn câu giảng này thì chúng ta thấy rõ có hai cái mệnh đề rõ ràng. Một cái mệnh đề là Đức Thầy dạy chúng ta trong cái tinh thần nhân quả. Khi con người, cái định mệnh con người sanh ra cõi đời này vướng những cái nghiệp sống cuộc sống hàng ngày thì hoàn toàn do nhân quả. Cái yếu tố đầu tiên muốn nói ở đây thì tất cả chúng ta sống ở đây phải nói rõ mình là người thừa tự của định lý nhân quả. Cho nên giờ này khi gặp cái hoàn cảnh thực tế đến với mình thì chúng ta cũng đủ biết được rằng tiền kiếp mình là ai, tiền kiếp mình làm gì. Bởi vì dục tri tiền thế nhân, kiến kỳ hiện tại quả, dục tri hậu lai quả, kiến kỳ hiện tại nhân. Vì vậy cho nên giờ này mà chúng ta tinh ý một chút, mình nhìn lại cái sự việc của mình, cái kiếp sống của mình, những cái sự khổ khắc, những cái sự sung sướng của mình, thì quý vị đủ biết được rằng kiếp trước chúng ta là ai, kiếp trước chúng ta là người làm lành hay là kiếp trước chúng ta là người làm dữ. Nếu khi mình nhìn nhận được điều này, chúng ta biết được kiếp trước mình người làm lành, cho nên kiếp này mình hơn một chút đối thiên hạ, thì mình cố gắng gây tạo hơn nữa. Chứ không phải mình ý là kiếp trước làm lành, kiếp này có phước, mà chúng ta không tu thì kiếp thứ ba chúng ta sẽ là người đau khổ. Còn ngược lại, nếu chúng ta hiểu được rằng nhìn mình kiếp này quá khổ rồi, thì mình biết được kiếp trước mình không có tu, mình làm ác, thì chính vì vậy cho nên chúng ta phải ráng niệm Phật, ráng làm lành để bù đắp lại cái khổ đó, và đến kiếp lai sinh thì chúng ta sẽ hạnh phúc. Và hơn thế nữa, muốn biết được tương lai chúng ta được cái gì, thành cái gì, thì giờ này quý vị nhìn cái hành động thực tế chúng ta nè. Nếu chúng ta là người tu mà có hành đạo thì tôi tin chắc rằng tương lai chúng ta giải thoát. Còn nếu như trong hiện tại chúng ta không là người tu mà chúng ta phạm vào 10 điều ác thì tương lai chúng ta đọa địa ngục. Vì vậy cho nên chúng ta chỉ nhìn cái hành động của mình, nó là nhân, nhìn cái lời nói, nhìn cái việc làm thì nó là nhân, thì đương nhiên cái kết quả chúng ta tự mình hiểu mình hơn ai hết, kính thưa đồng đạo. Do đó cho nên cái ý đầu tiên, hai câu đầu tiên thì Đức Thầy nêu cao tinh thần nhân quả. Và khi hiểu được nhân quả như vậy thì chúng ta chấp nhận, chịu đựng, an phận những gì mà đến với mình.
Và đồng thời khi hiểu được điều đó rồi thì đến câu thứ ba, lại câu then chốt nhất. Câu thứ ba, Đức Thầy giới thiệu pháp môn tu hành của Ngài có một cái công năng đặc biệt đưa hành giả đạt trí tuệ. Và đây cũng là một pháp môn trong lục độ vạn hạnh của Ngài. Bởi vì trí huệ là một trong sáu con đò, đó là bố thí, nhẫn nhục, thiền định, tinh tấn và trí tuệ. Đây là bốn con đò lục độ vạn hạnh Bồ Tát. Do đó cho nên đây là pháp tu Bồ Tát hạnh đó. Vì vậy câu thứ ba là câu then chốt mà Đức Thầy muốn nhắc lại để tất cả đồng đạo chúng ta nắm vững giáo lý của Ngài mà chúng ta tu hành. Dầu rằng giờ này chúng ta tệ đến đâu, tệ cái ông Bàn Đạt đó, cả Châu Lệ Bàn Đạt học hai chữ cũng không nhớ nữa, nhưng mà khi trả xong cái nghiệp rồi thì sao? Lúc bây giờ tâm bừng bừng sáng. Và từ chỗ tâm bừng bừng sáng đó thì tôi tin chắc rằng đắc được quả vị La Hán. Mà ngày xưa ông Bàn Đạt đã làm được điều này, cho nên tất cả chúng ta nếu như hôm nay thực hiện đúng theo cái công thức mà chúng tôi trình bày nãy giờ theo lời Đức Thầy, thì dầu rằng chúng ta có tối cỡ nào, dầu rằng nghiệp nó có đè chúng ta cỡ nào, thì mà chúng ta có tu đi thì tôi tin chắc rằng kiếp sau quả dữ trả rồi thì đương nhiên nhân thiện đến, chúng ta phải chấp nhận để trả quả, rồi chúng ta tạo tác cái mới, cái căn nhà cũ chúng ta đốt bỏ và mình xây dựng căn nhà mới là ở câu số 3 này đồng đạo à. Cái câu số 3 chúng ta đốt căn nhà cũ, căn nhà cũ nó mục nát, căn nhà cũ là căn nhà nghiệp lực, căn nhà cũ là danh, là lợi, là tình, là căn nhà ô nhiễm của lục căn lục trần, chúng ta đốt bỏ. Bởi vì hôm nay mình đã học là Đức Thầy rồi, mình đốt bỏ và mình sẽ xây dựng căn nhà mới. Căn nhà mới là căn nhà gì? Căn nhà mới đây có nghĩa là tòa lầu đài Phật quả, tòa lầu đài đạo hạnh, vô thượng, vô song, rôi truyền mãi mãi hậu thế, thì đây là căn nhà mới. Cho nên chúng ta phải hiểu được như vậy mình mới thực hiện đúng câu thứ ba. Và Đức Thầy gạn lại cái câu cuối cùng cho chúng ta biết rằng đó, cái công năng lời dạy Đức Thầy, khi mà chúng ta có được trí huệ, có được kiếm huệ, do cái công niệm Phật, do sự giữ giới, do sự tư duy là Đức Thầy, thì đến cuối cùng chúng ta không còn ngu, không còn đần, thì gần như chúng ta là cái người sáng rồi. Cái người gọi là lòng trong thánh kệ tình bê lội, cái người gọi là dạ sạch Phật kinh ý liền bay, cái người gọi là tâm sáng suốt như đài nguyệt kiến, tánh trong như nước bích mùa xuân. Kính thưa đồng đạo, thì đến đây chúng tôi cũng đã hết ý rồi. Gì thật ra thì cũng đuối rồi, thì đúng 60 phút đồng đạo, thì cũng cố gắng để vận dụng cái sức của mình để chia sẻ với quý vị trong cái diễn đàn này. Thì thật ra thì thời gian gần đây sức khỏe tôi kém lắm, cho nên tôi rất là ngại đứng diễn đàn nhiều, tức là đứng không nổi quý vị, cho nên quý vị cũng thông cảm giùm. Thì tuy nhiên thì cũng đã 11 giờ rồi, thì cũng đã đạt cái yêu cầu theo cái sự cho phép của đồng đạo trưởng ban tổ chức nơi đây, cho đồng đạo Tùng nơi đây. Thì trong quá trình trao đổi nếu có gì sơ sót đó, nhất là những đồng đạo nào mà không thuộc giảng thầy đó, không đọc giảng thầy đừng có, cũng đừng có quán thôi. Bởi vì tôi cũng nói với đồng đạo Sáu Trạng, tôi nói chú Sáu ơi, cái lời nói của tôi á, chia sẻ quý vị á, cái người nào mà thật tu á, thật nghiên cứu, thật hiểu biết á, thì thương tôi lắm. Thì bên cạnh đó cũng có một số giả tu, một số là lười nghiên cứu. Bởi vì tôi nói thì cứ cọ què cứ trúng hoài, không gì quay qua trúng qua lỡ trúng, bây giờ phải làm sao đây? Mà bây giờ chánh pháp mà không nói vậy thì không phải là chánh pháp. Cho nên có gì cũng thông cảm giùm, ở đây là lời nói chân tình. Cho nên tôi sẽ cống hiến cho quý vị những cái mà tôi vừa nói đó. Còn mà quà cám thì tôi không có gì hết trơn đó, bởi vì mình nghèo hơn các giáo viên khác. Nói vậy chị Nga dòm tôi vậy à. Tôi nghe là cô chị Nga Tân Quế chứ giàu có lắm. Cho nên thì ở đây thì tôi có sao nói vậy, bộc bạch cái niềm tâm sự của mình. Thì nói chung lại thì chắc là trong quá trình trao đổi không sao tránh những sơ sót đó. Thì cũng quý mong các vị cao minh cao độ tổ thầy đóng góp bổ phiếu thêm. Thì đến đây chúng tôi cũng hoàn mãn cái nhiệm vụ của mình trong cái ngày rằm tháng 4, cái ngày lễ đản sinh của Đức Phật ngày hôm nay. Thì cuối cùng thì chúng tôi cũng xin cầu chúc, cũng xin cảm ơn ông trưởng ban tổ chức đã có cái lời mời, và cảm ơn tất cả quý vị nơi đây, các ban trị sự đến tham gia cái buổi hiệp mặt này. Và cuối cùng thì tất cả chúng ta nên tâm đắc lời Đức Thầy đã dạy, đó là luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai, vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí có ngày thông thả. Trân trọng kính chào Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Xin chân thành cảm ơn giáo lý viên Phan Chí Tâm đã trình bày trong bốn câu của Đức Cái Ngô Đần.